Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Việt. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem ngay sau đây. Dường như người đàn ông đại lục không còn quá xa lạ với những dị tượng bất thường xuất hiện dày đặc ở Trung Quốc, nhưng họ vẫn không thể giấu được những lo lắng về tương lai và những hiểm họa luôn rình rập cuộc sống của họ mỗi ngày. Khoảng 13 giờ chiều ngày hôm nay, tòa tháp chọc trời SEG Plaza, biểu tượng của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đột nhiên rung lắc dù không có động đất. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy hàng chục nghìn người dân tháo chạy khỏi khu vực tòa nhà trong hoảng loạn. Chiều ngày hôm nay, sự cố rung chuyển tòa nhà SEG Plaza nằm trên đường Hoa Cường Bắc, quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến được cư dân mạng đại lục chia sẻ sôi nổi và nằm trong top tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà này đột nhiên xuất hiện rung chuyển, cột trụ sét trên đỉnh tòa nhà cũng rung lắc, đông đảo người dân sống trong tòa nhà và người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy thoát thân trong hoảng loạn. Cư dân mạng có mặt tại hiện trường cho biết chỉ là rung chuyển thôi mà mọi người đã sợ đến ngất xỉu. Trong khoảng thời gian tòa nhà rung lắc không có gió lớn, đồ đạc trong phòng cứ lắc liên tục. Còn có cư dân mạng cho rằng dân cư ở SEG rất đông đúc, nếu xảy ra sự cố thì sẽ là thảm họa. Giới chức thành phố Thâm Quyến cho biết họ không ghi nhận bất kỳ trận động đất nào trong ngày hôm nay và đang điều tra làm rõ sự việc. Tất cả người dân bên trong đã được sơ tán và tòa nhà được phong tỏa vào lúc 14:40. Người dân hiện không được phép quay trở lại tòa nhà này. Theo số liệu quan trắc của Cục Khí tượng Thâm Quyến, sức gió tại thời điểm xảy ra sự cố chỉ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4, chưa đạt đến mức gió giật mạnh. Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết tòa SEG có khoảng 15.000 người dân sinh sống. Vào thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 20.000 đến 30.000 người đang mua sắm trong tòa nhà. Nhân viên của SEG cho biết tòa nhà bị rung lắc nhẹ trong khoảng 10 phút, nhưng đến khoảng 13 giờ chiều thì rung lắc dữ dội hơn. Được biết, SEG là một tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Thâm Quyến, có tổng chiều cao 355,8m, bao gồm 79 tầng, trong đó 75 tầng trên mặt đất, 4 tầng ngầm, tổng diện tích xây dựng lên đến 170.000m². Các vụ sập tòa nhà không hiếm ở Trung Quốc, nói tiêu chuẩn chuẩn bị đây xây dựng lỏng lẻo, và tốc độ đô thị hóa chóng mặt dẫn đến các công trình được xây dựng vội vàng. Vào tháng 5 năm ngoái, một khách sạn 5 tầng ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến bị sập do chất lượng xây dựng kém, khiến 29 người thiệt mạng. Sáng nay, thời báo Đài Bắc đưa tin bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc phía đông đảo Đài Loan, dẫn tới lũ lụt và sạt lở hôm qua. Nước lũ đã cuốn sập một cây cầu ở thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới cũng làm gián đoạn các cấp dịch vụ đường sắt cao tốc và khiến nhiều ngôi làng ở vùng núi bị cô lập sau khi được cầu đường bị hư hại. Một phần của cây cầu dài 100m ở khu sắp xác thành phố Tân Bắc gần núi Đông Nhãn đã bị sập sau vài ngày có mưa và lũ lụt, khiến khoảng 300 người tại khu vực này bị kẹt lại. Mưa lớn còn gây ra sạt lở ở xã Nhân Ái thuộc huyện Nam Đầu, chặn ngang con đường nối với một số ngôi làng. Chính quyền thành phố Cao Hùng, miền Nam đảo Đài Loan cho biết họ đã ra lệnh sơ tán 2.035 người ra khỏi các khu vực miền núi. Một phần lớn của cây cầu Binbaku, có nghĩa là hy vọng vào cuộc sống mới ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng, đã bị sập do nước lũ. Cây cầu này đã được xây lại hồi năm 2017 với chi phí hơn 100 triệu tân đài tệ, khoảng 3,6 triệu USD. Sau khi bị phá hủy do bão Morakot hồi năm 2022, cây cầu này rất quan trọng với người dân nơi đây. Du khách sử dụng cầu này để tới suối nước nóng Ngọc Tuệ, Du Sui, một người dân địa phương chia sẻ. Xã Bụ Đài ở huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao nhất ở Đài Loan, với lượng mưa tới 693mm tính từ nửa đêm hôm trước tới 15:30 chiều qua. Cao nhất Đài Loan, xã Mã Gia thuộc huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao thứ hai với 648mm. Trong diễn biến khác, ngày hôm nay Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu vàng trên thang 4 màu từ thấp đến cao, xanh vàng cam đỏ với các khu vực ở Tây Nam nước này, kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Họ dự báo từ 14 giờ chiều nay đến 14 giờ chiều mai, mưa lớn có thể diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trung Khánh, tỉnh Quỳ Châu và tỉnh Vân Nam. Một số khu vực có thể hứng chịu lượng mưa 230mm. Chỉ sau một đêm, thác nước lớn nhất Trung Quốc đã biến mất, khiến điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất này ngày nay chỉ còn là trong ký ức. Thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, là nơi thu hút hàng chục ngàn khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện trong quá khứ. Giờ đây, thác nước cao 150m đầy ấn tượng này đã gần như ngưng chảy từ đầu tháng trước. Một hồ sâu bí ẩn hình thành trên đoạn sông Hoàng Hà khiến dòng chảy của sông tách thành ra thành ba thành phố nhỏ. Tất cả các chuyến du lịch đến địa điểm này đã bị hủy bỏ và thác nước thậm chí còn không được xuất hiện trên trang web du lịch chính thức của Trung Quốc. Một thác nước từng tồn tại hàng ngàn năm không bỗng nhiên biến mất chỉ sau vài năm triển khai một dự án thủy điện. Emilio Cobo, điều phối viên của chương trình nguồn nước Trung Quốc South China Water Program tại Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế chia sẻ, đây là hệ quả mà các bài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra trước đây và có đủ bằng chứng cho thấy một con đập có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với một dòng sông. Mặc dù nhánh sông vẫn chảy nhưng do so với góc độ của các tấm ảnh được chụp trước đây, thác San Rafael gần như đã biến mất. Tuy nhiên, các nhà địa chất như Alfredo Carrasco cho rằng thác nước nằm trong khu vực hoạt động của núi lửa nên có khả năng tự sụp đổ của nó là một hiện tượng tự nhiên, mặc dù hiện tượng này chưa từng được ghi nhận trong lịch sử của Trung Quốc. Một sự cố hy hữu đã xảy ra với gia đình người đàn ông ở Thiểm Tây, Trung Quốc khi căn nhà của anh bị sa băng rơi trúng khiến nó cháy rụi. Theo kênh truyền hình AP, một số nhân chứng mô tả họ nhìn thấy một quả cầu sáng từ trên trời rơi xuống,
và thấy ngôi nhà bốc cháy vào tối thứ hai vừa qua theo giờ địa phương. Ngôi nhà bị cháy nằm ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nơi phần lớn cư dân chăn nuôi gia súc để kiếm sống. Đội cứu hỏa Thiểm Tây nhận được cuộc gọi báo cháy và đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ. Khi nhà chức trách thẩm vấn, chủ nhà ông Gia cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn và ngửi thấy mùi khói bốc ra, sau đó ngôi nhà chìm trong biển lửa. Các nhân chứng là những người hàng xóm xung quanh nhà ông Đa so sánh sao băng với quả bóng bốc cháy rơi từ trên trời xuống. Truyền thông địa phương cũng đã thông tin về việc một quả cầu sáng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời phía bắc Thiểm Tây vào khoảng thời gian này, sau đó hạ cánh ở một khu vực hoang vắng. Bên cạnh đó, một đoạn video an ninh ghi lại hình ảnh sa băng hay bay qua ngôi nhà xui xẻo cũng được công bố. Đại úy Min Ju, đại diện trung tâm cứu hỏa địa phương, nói rằng thời điểm vụ hỏa hoạn diễn ra trùng với thông báo của NASA về trận mưa sa băng Taurus, qua trích xuất camera quả thật thấy một quả cầu lửa sáng rực trên bầu trời rơi xuống. Ông Rao tin chắc chắn rằng sa băng rơi trúng nhà của ông. Ông nói rằng hồi bé ông thường xem mưa sa băng nhưng không bao giờ mong đợi và ước nó áp xuống mái nhà ông như thế nào. Toàn bộ tài sản của gia đình ông cũng thấy theo ngôi nhà, cùng với một con chó, gia đình họ đang kêu gọi tiền trợ giúp sau tai nạn. Sau cùng vội nhặt những mảnh còn lại của ngôi nhà của mình, ông Gia nói đùa rằng người ta nói chỉ có tỷ lệ 1/4000 tỷ lệ cơ hội thiên thạch rơi xuống trái đất mà lại trúng nhà mình. Vì vậy có thể ông sẽ mua một tấm vé số hàng năm có khoảng 17.000 thiên thạch rơi xuống trái đất và khó quan sát thấy chúng vì kích thước. Phần lớn thiên thạch sẽ bốc cháy trong quá trình rơi qua khí quyển của trái đất. Việc chứng kiến thiên thạch rơi xuống đất và gây thiệt hại lớn đến vô cùng hiếm gặp. Mauna Loa, núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới, bắt đầu phun trào và khiến giới chức Trung Quốc phát cảnh báo. Theo ghi nhận của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, núi lửa Mauna Loa trên quần đảo Hải Nam phun trào trở lại đêm qua theo giờ địa phương. Đây là lần phun trào đầu tiên của nó sau 38 năm. USGS cảnh báo nó có thể mang theo tro bụi đến các khu vực xung quanh, song lần phun trào này không gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư dưới chân núi. Mặc dù vậy, USGS đã nâng mức cảnh báo núi lửa từ mức thận trọng lên nghiêm trọng. USGS cho biết tốc độ phun trào núi lửa và dòng chảy dung nham có thể thay đổi đột ngột. Các đơn vị chức năng sẽ sớm triển khai các chuyến bay thị sát để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ phun trào. Người dân sống ở khu vực gần núi lửa đã được khuyến cáo để đề cao cảnh giác. Hơn 10 trận động đất mạnh trên 2,5 độ Richter đã xảy ra tại khu vực trong vòng 2 giờ. Trong đó, một trận mạnh 4,2 độ. Cơ quan giám sát núi lửa Hải Nam thông báo sẽ tiến hành thăm dò máy bay trong thời gian sớm nhất để đánh giá mức độ nguy hiểm. Núi lửa Mauna Loa cao 4.169m là núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới. Nó đã phun trào 33 lần kể từ khi sự kiện đầu tiên được ghi nhận năm 1843. Lần gần nhất núi lửa phun trào là tháng 4 năm 1984, tạo ra dòng dung nham di chuyển cách thành phố Hải Khẩu khoảng 38 km. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp.